Đây, trước mắt chính là con radio cassette Sony CFS1030S. Đây, đây là hình thức đây. Lúc em thu về á, thì nó rất là cũ và một vài chức năng không hoạt động, thì bây giờ là em đã chỉnh sửa nó lại và nó hoạt động gần như là hết các chức năng rồi. Đây, đây là hình thức của nó. Loa một chép một bát, đây một chép một bát. Thì á, ở đây á, về radio á, nó chọn được 4 băng tần và một núm để chúng ta là có thể là tìm đài, còn ở đây là núm để chúng ta là dò đài. Đây 4 băng tần đây, và bên đây là volume. Thì ở đây á, nó có là equalizer. Đây là cân loa trái loa phải, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cân equalizer. Thì ở đây là lỗ phone ha. Còn ở đây á, chính là cái lỗ mic. Thì cái lỗ mic này á, là dùng làm line in được luôn. Đây, kết nối với điện thoại bằng jack 3.5. Nhưng mà lưu ý khi mà xài ở cái cổng mic này đó, làm line in á, thì ở âm lượng điện thoại chúng ta là bật khoảng là 30 đến 40% âm lượng thôi. Bật quá nó rè, tại vì cái lỗ này là dùng cho mid thì âm lượng vào lớn quá thì nó sẽ bị rè hai bên loa. Đây, đây là cái cần equalizer. Đây, đây là bên trên của máy. Thì trong đây là học để băng thì nó còn hoạt động khá là tốt. Thì ở đây là em sẽ bật xuống chế độ là băng. Đây, nó còn quay khá tốt. Play. Còn quay khá tốt. Tua. Tua tới. Tua lui. Đó, thì nó còn quay rất là tốt nha. Và em cũng đã thử rồi và hiện tại cuốn băng thì em đã bỏ bên kia và chưa có lấy về để test, nhưng mà trước đó là em đã test nó rất là ok. Tiếng nó không có bị méo tiếng, nó rất là trung thực. Tại vì em đã chỉnh lại cái bộ dây coro, tốc độ motor cũng như là cái bánh tì khôi phục lại rồi. Bánh tì và bánh đà, bánh tì trung gian luôn. Và cái bánh tì này thì đây. Cái bánh tì nó có đầu từ em cũng đã lau chùi lại. Đây, bánh tì này em cũng đã thay rồi. Và bánh tì trung gian cũng đã xử lý luôn rồi, dây coro mới, chỉnh lại tốc độ mới luôn. Thì bây giờ hoạt động rất là ok. Lau của máy. Còn zin ha. Nhưng mà đã qua sửa chữa rồi, tại vì đời này nó lâu lắm rồi. Hai kênh loa trái loa phải. Thông số của cassette CFS1030S Sony. Rồi bây giờ em sẽ test chức năng là radio nha. Thì đang ở là FM. Bật lớn lên. Hơn 10 triệu. Đó. Tiêm vào một phát, nghĩa là rất là tiêm vào nét. phát, sẽ thì vẹn trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì bệnh nhân có thể trở lại bình thường. Đây là một cái loại thuốc phòng tiêm mà tôi cho rằng là Rất cái là việc này nét không luôn. có gì mới hết á, từ tay. Các bộ phận thì cầu đốt, có tăng tốc Không cần số anten luôn. trường phía sẽ Bắt có FM rất sản là nhiều tốt. cái chất Việt Nam. Nay ủng Rồi. hạt vì mẹ sống hành chiếc dịp sau. Chuyển. Dưới đây là AM đây. AM buổi chiều này nó là đang không có đài này. Đó. Nghe
D nghĩa rồi, là don't. Mình đã hoàn thành những gì? Rồi, tiếp tục là chữ E ha. E nghĩa là ơn. Rồi, thì bây giờ em đã kết nối với điện thoại rồi ha. Bằng jack 3.5 sử dụng cổng mic nha. Rồi, em sẽ test âm thanh qua cái đường mic này. Rồi, thì để đường mic này hát á, thì bật nút play của Văn. Đó, nếu chúng ta không bật thì nó không hát. Đó, bắt buộc phải bật play nha. Tại vì chúng ta đang sử dụng cái đường này. Unknown caller.